Nấu tôm đi. Hello mọi người. Hôm nay tiếp theo chị sẽ khui cái con quay pilot này nha. Cái hộp này chị mua cùng với cái hộp hôm bữa hôm qua chị đã khui nè. Nhưng mà bởi vì không có biết cho nên là chị thấy cái hộp này, cái con quay này cũng không phải là của nhân vật chính đó các em. Nè, đâu phải nhân vật chính đâu. Vậy thì nó cũng đâu có mạnh nữa đâu ta. Thôi trúng con chắc không mạnh nữa rồi. Vậy mà nói là giá cao thì mạnh. Con này thì 429 ngàn. Nhưng mà con này thì chị thấy nó rất là đẹp cho nên chị hốt nè. Ê ê các em, chị thấy cái con quay này nó được sản xuất tại Việt Nam á, Made in Việt Nam nè các em. Giống như ở đây nó có là nơi sản xuất là khu Tiểu Trà, phường Hưng Đạo, quận Dương Kính, Hải Phòng, Việt Nam. Nó là con quay của Nhật nhưng mà lại sản xuất ở Việt Nam, hay ha. Con quay này thì nó có cái hiệu là B86. Như đã nói hôm qua thì những con quay này là chị hoàn toàn mù mờ rồi. Cho nên là bây giờ mình nhìn sơ qua về cái vỏ hộp bên ngoài đi. Xong rồi mình khui thôi và mình test quay thôi. Ha ha. Thiệt là xấu hổ quá. Nhưng mà thôi các em thông cảm cho chị nha. Bây giờ mà chị mà đi tìm hiểu những cái con quay này nữa là chắc không còn cái thời gian nào mà để chị khui hộp đâu. Các em rành thì các em hãy nhớ comment bên dưới cho chị biết với nha. Để chị học hỏi. Cảm ơn các em rất là nhiều ha. Các em có thích chị khui hộp những cái dòng con quay này nữa hay không? Nếu mà các em muốn chị tìm những cái dòng con quay này để khui hộp review thì hãy nhớ cho chị một like nha. Nếu mà video này mà đạt 300 like á, chị sẽ tìm em nhân vật chính nha, nhân vật chính. Chứ cái này không phải là nhân vật chính rồi. Nhớ nha, cho chị một like để đạt 300 like chị đi tìm nhân vật chính nha. Nhưng mà quan trọng là Funnyland có bán cái con quay của nhân vật chính không ta? Bởi vì một rừng con quay luôn cho nên là không có biết được. Phải đi tìm mới được. Cái này là cái dây màu trắng nha. Đây cũng có một bịch sticker khác, giấy hướng dẫn. Đây sticker, rồi giấy hướng dẫn. Ủa sao này giờ có cái tờ giấy này nữa ta? Con quay này nó cũng có cái chức năng là quay ngược đó các em. Đây, giấy hướng dẫn của nó. Đây là bộ của con quay. Bữa là chị thấy nó màu vàng vàng đẹp cho nên chị mua nè. Mà lựa chọn cái mức giá nó cao để cho biết là chị nghĩ mức giá cao thì nó là sẽ mạnh. Nhưng mà không biết là có mạnh hay không nữa. Nhưng mà đúng rồi, bởi vì nó đấu với con quay Nado cho nên nó thua là phải rồi. Bây giờ mình sẽ cho nó cùng đấu với nhau. Bởi vì đấu với Nado thì thua rồi. Để mình xem thử cái chân của nó có xoay được không. Không có được các em ơi. Cái này nó chân của nó chỉ nó có một cái chân thôi, không có xoay được. Giống như con hôm qua mình khui. Cái này thì cái tay cầm nó giống như của hôm qua nè. Cái đây là vòng sắt. Cái vòng sắt này cũng khác so với con quay hôm qua mình khui. Còn cái này nó có cái vòng tròn chỗ này để mình kéo ha. Nó khác với cái dây cầm hôm qua nè. Cái dây cầm này là cái chui dưới, còn cái tay này nó có cái lỗ này để mình sọt vô mình kéo ha. Như cái chỗ này chị nghĩ là mình để mình mở con quay nè. Nó có mấy cái ngàm nè. Kéo đây. Vậy là hôm nay mình đã có hai con quay, mình sẽ cho nó đấu cùng cấp với nhau.
đúng rồi, hai con quay cùng hãng thì nó mới đấu với nhau được. Còn đấu với Nado thì Nado là thắng chắc rồi. Nhìn cũng rất là đẹp luôn, cũng ngầu luôn. Cái này nó giống như cái mũi giáo vậy đó, mũi giáo trong phim Hồng Kông. Các em thấy đẹp không? Đẹp không? Bởi vì chị thấy nó đen đen, vàng vàng, đỏ đỏ, trắng trắng, nhìn đẹp quá cho nên mua con này. Chứ chị đâu có biết là con nào nhân vật chính, con nào nhân vật phụ đâu. Cái này là cái bản sticker. Thôi bây giờ chị sẽ dán sticker cho nó. Chị dán sticker xong rồi nè các em. Trời ơi, sticker nó cực kỳ nhỏ luôn á, chút xíu xíu luôn à. Dán phải rất là cẩn thận, nhỏ xí thì xí à. Hình dạng sau khi dán sticker, con quay này nó cũng quay hai chiều thuận và ngược, cho nên nó là các em cũng đã biết rồi. Đây là chiều thuận R. Thôi bây giờ là mình cho đấu thôi, chứ bây giờ mình biết rồi mà. Hôm qua thì lúa quá mà, bây giờ thì đỡ đỡ rồi ha. Rất là đẹp ha, nhưng mà không biết quay có mạnh không. Hi hi. Bây giờ sẽ là lượt đấu của hai con quay Baylet nha. Đây là cái con quay B86 và con quay B100. Rồi chị gọi B86 với B100 cho nó nhanh gọn nha các em. Đó, bây giờ là công bằng rồi đúng không? Công bằng rồi ha. Mình sẽ cho nó đấu thuận và cho nó đấu ngược, thử con quay nào mạnh hơn nha. Đây là cái tay cầm của con B100. Đây là tay cầm của B86. Đang ở chiều thuận rồi nè. Đang chiều thuận nha các em. Đầu tiên chị sẽ cho con quay B100 ra trước đi. Ý, ý, ý. Giống như con B86 thua rồi đó. Rồi, B86 đã dừng trước rồi, thua. Được thứ hai, vẫn cho B100 ra trước nha, bởi vì nó mạnh hơn mà ha. Trời. Trời, em kia mạnh quá, đá một cái văng luôn à. Rồi, thua hai lượt rồi đó. Được một cái là cái con quay này á, các em, nó nhẹ, nhưng mà khi mà nó đang quay mạnh mình bóc nó cũng không có sao hết trơn á, nó an toàn. Còn Nado thì không dám bóc đâu, Nado bóc một phát á là trời ơi, trà da tróc giải liền, rất là phải cẩn thận với Nado. Tính ra thì con quay này chơi an toàn hơn. Rồi, lượt thứ ba nha. Vậy là đều rồi, nó bị nổ tung. Bây giờ phải đấu thêm một trận nữa để phân chia thắng bại mới được. Nó nổ là nó bị thua 2 điểm. Xong rồi mình sẽ cho nó quay ngược. Cái chân đế này mình đang để cái chân đế ở thể tấn công nè. Chị cho nó ở hệ bình bỉ đi ha. Nhưng mà B100 nó bị thua trước đó các em. Lại lần nữa nha. Bây giờ thì B100 ra trước nha. Chị thấy B86 nó quay yếu hơn á, B100 quay mạnh hơn. Đó, B86 nó quay yếu hơn các em à. Bây giờ thì cho quay ngược đi. Hay là bây giờ mình sẽ cho cái con này quay ngược, còn con này quay thuận, thử coi là em nào thắng nha. Nha nha nha. Rồi B100 là quay thuận nha, còn B86 là quay ngược nha các em. Rồi 100. Wow, đá không khác. Dù nó hơi yếu yếu nhưng mà nó đá em này văng luôn. Ghê thiệt. Lần nữa nha. Cái gì vậy các em? Trời ơi, quay ngược ảnh mạnh mẽ dữ. Thua luôn. Lượt thứ hai rồi đó. Đá tung hai lần rồi đó.
hết, lại thua. Trời ơi, quay ngược thì anh thua. Rồi bây giờ chị cũng cho đánh ngược luôn nha. Tí nữa mình sẽ cho nó ngược, còn con này thuận. Như vậy mới công bằng chứ. Rồi, hai em đều ngược rồi đó. Bé 86 thua trước á các em. Nghĩa là quay cùng chiều thì anh mạnh hơn, quay ngược chiều là anh thua à. Rồi, thấy chưa? Hả các em? Hai con quay cùng chiều á thì nó lại thắng, còn ngược chiều thì anh thua. Bây giờ test một lần nữa thôi nha. Một lần nữa xong rồi mình sẽ đổi nó là ngược chiều, còn con này là thuận chiều, thử thế nào. Chị cho con bê 100 trước nè. Nổ tung đi. Đó, hai con nổ bằng nhau luôn. Rồi bây giờ cho em này là quay chiều thuận, còn em này sẽ quay chiều ngược. Em này là quay chiều ngược, em này là quay chiều thuận. Xoay. Tám nổ nhở? Ủa bằng nhau, không nổ gì trơn vậy. Con này nó dừng trước một chút xíu cho nó không nổ ta. Chị thích nó nổ ghê á. Em này thua rồi. Vậy là chị thuận nó không nổ, mà em này lại yếu hơn. Một lần nữa nha các em, một lần nữa. Vẫn chưa có hài lòng lắm, chưa thấy nó nổ. Nổ đây. Trời ơi, ảnh cũng thua trước rồi. Chị vẫn muốn cho con quay Nado nó test thử với cái con quay Pilot này. Nhưng mà vấn đề là cái con quay Nado thì có dòng sắt, cho nên là bây giờ chị gỡ cái dòng sắt đã ra luôn. Như vậy thì công bằng rồi đúng không? Nhưng mà như vậy thì nó còn chưa công bằng với con Nado á. Bởi vì cái con Pilot này nó có cái dòng sắt ở bên dưới nè, còn Nado đâu có đâu, dòng nhựa. Nhưng mà mình cũng gỡ cái dòng sắt của Nado ra để cho test thử nha. Đây, bỏ tâm ra dòng sắt của nó, bỏ qua một bên. Ha ha. Cái con quay này bây giờ nó ra hình dạng gì đây không biết nữa. Đây, một con Nado kiểu mới à. Cái dòng sắt nó mất rồi, nhìn nó rất là dễ thương. Đây, 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 bây giờ chị sẽ cho nó đấu. Con Nado nó nhảy từng từng hết, bây giờ nó không có cân bằng các em. Nó mất cái dòng sắt rồi, nó không cân bằng. Thua chắc rồi. Đúng là chị lì lợm, vậy sao mà đấu được, sao nó chạy được. Thôi, cái cuộc test của chị như vậy là chấm dứt rồi. Con quay Nado mà mất đi cái dòng sắt thì nó giống như là con người mà mất đi cái xương sống của mình vậy đó, thì sao mà sống được. Các em hãy nhớ cho chị một like cho những cái con quay này nha. Hãy
ủng hộ kênh của chị bằng cách đăng ký kênh, like và share video này nha. Cảm ơn các em rất là nhiều. Bye bye nha. Bye 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 bye. Trời ơi, đồ lẩu thập cẩm ha đó.